Hãy xác định số siêu hóa của mỗi nguyên tử nguyên tố trong các hợp chất. Rồi chúng ta có cái đề ha, Al2O3 nè, rồi là CaF2NO và CH4. Một cách nền tảng cơ bản thì chúng ta tính mấy này thôi. Oxygen O là -2 đúng không? Rồi ở đây Al thì sẽ là +3. Tại sao vậy? Thì ở đây mình oxy thì mặc định là -2 rồi, đúng chưa? Thì mình sẽ có đặt Al là ít đi, được chưa? X nhân 2 cộng cho -2 nhân 3 nguyên cái nồi này bằng 0. Bấm shift son giải phương trình giùm tôi thì x bằng +3. Được, bấm nha. Tại sao nhân 2? Đây nhân 2 đây mà, thấy không? -2 nhân 3 thì O là -2, rồi 3 vô vậy nhân 3 lên thôi. Rồi, các bạn hãy nghe lại ha. Này câu này nền tảng này. Ở đây á CaF2 thì F luôn luôn là -1, 100% F trong hợp chất là -1. Vậy là đặt đây là x đi, Ca đặt số siêu hóa là x. Vậy là x -1 nhân 2 bằng 0. Vậy lúc này x -1 nhân 2 bằng 0. Vậy lúc này x sẽ bằng +2. Mà giải nhẩm hoặc là bấm shift son. Shift son trong máy tính á. Bấm biết bấm phương trình một ẩn biết không? Rồi oxy là -2, O là -2 đúng không? Thì rõ ràng mình nhẩm này để ra 0 thì ông này bắt buộc là +2. Rồi CH4 đúng không? Trong CH4 á thì H thường trong hợp chất ấy thì H có số siêu hóa là +1. Mà trong hợp chất CH4 cũng không ngoại lệ. Thì cộng đặt không biết chỗ này là C là đặt lấy đây. X cộng 1 nhân 4 bằng 0. Rồi shift son thì chắc ăn x chỗ này C sẽ bằng -4. Rồi ok, chúng ta nhẩm thôi, phải không?